Ngọc Diệu xin được trình bày ca khúc này. Tuy là đêm nào cũng hát ở quán, cũng có chút nhàm chán rồi, nhưng mà mong tất cả quý vị cố gắng nghe Ngọc Diệu hát trong đêm hôm nay được quý vị nhé. Một tối thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn.